Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Nghệ thuật vô thượng cõi tâm linh. Trên giữa thầy và trò. Giảng bằng tiếng Trung Hoa. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2017, tại Tây Hồ, Đài Loan, còn được biết là Formosa. Chào các đồng chí, đã lâu không gặp, hoan nghênh, chào mừng về nhà. Có câu hỏi nào không? Dạ không. Thật sự không có câu hỏi à? Những thắc mắc của quý vị hoặc cái gọi là câu hỏi đó, người bên cạnh cũng trả lời được. Hoặc quý vị có thể tự trả lời đúng không? Như những câu hỏi mà người Âu Lạc Việt Nam vừa mới hỏi, tôi nói rằng bà ngoại họ hoặc láng giềng họ cũng trả lời được, không cần phải hỏi bất cứ câu hỏi nào. Tuy nhiên, cứ hỏi nếu có vấn đề trong sự tu hành của quý vị, hiểu không? Hỏi cho hay nhé, câu hỏi hay. Nếu không, họ sẽ đuổi quý vị đấy. Họ, chứ không phải tôi. Nói gì? Kính chào sư phụ. Chào cô. Con rất vui mừng được gặp sư phụ hôm nay. Thưa sư phụ, con xin chia sẻ một thể nghiệm và xin sư phụ chỉ bảo. Năm 2015, con thấy một thể nghiệm mà sư phụ đã nói trong một buổi giảng pháp. Sư phụ nói về hội Long Hoa. Trong buổi giảng pháp năm 1989 ở Hồng Kông, năm 2015, con có một thể nghiệm cá nhân mà rất thật, giống y như hiện giờ. Con đang trò chuyện cùng sư phụ. Đó là lý do con xin chia sẻ. Con có thể nghiệm như đời thật về hội Long Hoa. Nói tới chữ đó, con không biết ý nghĩa là gì. Nhưng trong buổi hội này, con thấy các cây Long Hoa. Trong cảnh này, con thấy sư phụ trước tiên, linh thể của sư phụ sáng ngời với màu đỏ rực rỡ. Sư phụ mặc áo choàng màu vàng tuyệt đẹp và tụng tâm kinh, trong khi tay sư phụ cầm tràng hạt. Khi sư phụ tụng tâm kinh, thì cửa mở và Phật Di Lặc xuất hiện trong cõi thiêng liêng này. Con thấy các cây Long Hoa. Mấy cây đó đang nở hoa. Tuyệt đẹp. Con không biết loại hoa gì mà mọc trên các cây đó, nhưng sau đó con biết được là hoa u đàm mọc trên cây Long Hoa. Tôi không cần gói này. Quý vị lớn tuổi cần, tới đây. Long Hoa rồi sao nữa? Trước đây khi con thấy đèn vạn thọ, có tên là Thiên Thủ do sư phụ thiết kế, con không biết tượng trưng cho cái gì. Trong hội Long Hoa này con thấy một dãy, gồm 12 đèn vạn thọ Thiên Thủ, tất cả đều đẹp vô cùng. Và nước cam lồ từ trên cao chảy xuống. Tại thiên đỉnh tuốt trên cao của buổi hội là đèn vạn thọ do sư phụ thiết kế. Nhưng khác với những đèn vạn thọ hiện giờ được trưng bày ở đây. Cũng có một long quy nhưng là ba chiều, cao và khổng lồ. Con không thể diễn tả được. Dĩ nhiên rồi. Nếu tôi có thể tạo thiết kế này, thì làm sao vừa với nhà quý vị? Tôi phải làm nhỏ hơn chứ. Dạ, dạ. Trong hội Long Hoa, con thấy bản gốc, nguyên thủy. Những thiết kế của sư phụ đẹp lắm. Con thấy hội Long Hoa vào ngày 3 tháng 9 năm 2015. Khi hội Long Hoa khai mạc, nó kéo dài tới 100 ngày, rồi tự động kết thúc. Sau khi kết thúc, con khám phá ra hội Long Hoa này đã đi vào một vũ trụ. Vũ trụ này ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Vì sao hôm nay con chia sẻ điều này và xin sư phụ giải thích cho chúng con? Năm ngoái, vào ngày 13 tháng 10 năm 2016, con gặp sư phụ lần đầu tiên, lúc đó con đã muốn nói rồi, nhưng khi thấy sư phụ, con vui mừng quá, đến nỗi không thể kể được. Ngay bây giờ bên trong con bảo, đây là lúc chia sẻ câu chuyện và xin lắng nghe những lời trí huệ của sư phụ. Đây là một cơ hội tuyệt diệu cho vũ trụ. Đúng vậy. Tại sao con nói vậy? Vài ngày trước khi tới đây, lần đầu tiên con viếng thăm một nơi. Sư phụ cư ngụ đầu tiên sau khi tới Đài Loan Formosa, đó là cổng dẫn tới thiên đàng. Còn tới đó, với một số đồng tu, ở đó chúng còn vinh hạnh nhận được một vương trượng, đó là một đôi và đó là cổng thiên đàng. Đó là nơi sư phụ cư ngụ đầu tiên. Đó chỉ là thể nghiệm của con. Rồi sao?
Con xin chia sẻ thể nghiệm này bởi vì con nghĩ những gì sư phụ nói hôm nay cũng tương tự. Khi hội Long Hoa khai mở, thì con được nhắc nhở rằng hội này trong năm 2018 sẽ đạt tới trạng thái huy hoàng như sư phụ nói. Tất cả những gì xấu xa đã bị phá hủy rồi và mùa xuân sẽ tới. Đó là thời điểm của mùa xuân bất tận. À, được. Cảm ơn sư phụ. Xin sư phụ khai sáng cho chúng con. Tôi còn phải giải thích nữa sao? Dạ. Dạ, không cần. Rõ ràng rồi, phải không? Tôi có cần giải thích cho cô ta không? Dạ, không cần. Hãy để người khác đặt câu hỏi. Tự cô đã hiểu rồi. Kính chào sư phụ. Con có hai câu hỏi. Ngài vừa nói rằng một số người luôn trong ngây thơ nhưng bên trong họ thì hại người khác. Khi con đi học chẳng hạn, có lẽ một số bạn học trong lớp con cũng giống như thế. À, vậy làm sao con bảo vệ chính mình bằng cách niệm hồng danh? Đúng vậy. Cũng nên nói cho thầy cô giáo biết nữa, hiểu không? Dạ. Về nhà cũng nói cho cha mẹ biết nhé. Dạ, dạ. Đừng giữ kín một mình bởi vì con rụt rè hoặc vì lý do nào đó, nói cho người lớn biết nhé. Dạ. Nên cho họ biết ngay, bằng không mấy học sinh này có thể tiếp tục làm những điều kinh hoàng và chuyện sẽ tệ hơn nữa. Dạ. Trường học nào cũng có vấn đề này. Mấy học sinh lớn hơn bắt nạt học sinh nhỏ hơn. Kẻ mạnh và hung dữ hơn hiếp đáp mấy học sinh rụt rè. Mấy em nhút nhát hơn. Cho nên con phải nói cho người khác biết nghe không? Dạ. Nếu thấy các học sinh khác bị bắt nạt, thì con phải nói cho thầy cô biết nữa nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ. Những học sinh hư cần được chấn chỉnh, hiểu không? Dạ, hiểu. À, con ngoan ngoãn, còn trẻ vậy mà đã tu hành rồi. Kính chào sư phụ, cảm ơn sư phụ cho con một đời sống đầu tiên. Con có câu hỏi về tu hành. Mỗi lần con thiền và quán ánh sáng rồi niệm năm hồng danh, thì chỉ sau vài phút là con cảm thấy buồn ngủ, nên không tiếp tục được nữa. Dường như con mất ý thức. Khi tỉnh dậy, nhiều khi con biết mình đã ở đâu, nhiều khi thì không. Điều này kéo dài mấy tiếng. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu thứ hai là khi con quán âm thanh. Lúc đầu thì giọng âm lưu khá hơn, tới lúc cuối, khi con tập trung, đôi khi con cảm thấy như có ai nói bên trong, đẩy con xuống. Càng lúc càng đẩy xuống. Cô đi đâu? Tới cảnh giới Atula hả? Con xin sư phụ giúp con. Không sao đâu. Cứ cố gắng hết mình, hiểu không? Gắng hết sức. Mở băng thâu âm quanh mình và nghe thường xuyên hơn. Dạ, dạ. Cảm ơn sư phụ. Con không có gì để nói. Hôm nay con được gặp sư phụ, con quá đỗi vui mừng. Đại diện cho các đồng tu đại lục, con xin chúc sư phụ trẻ trung và mãi hạnh phúc. Cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn. Tôi còn sống lâu lắm. Hay quá. Kính chúc sư phụ trường thọ. Trẻ mãi hay không thì tôi không biết, nhưng tôi còn sống lâu lắm. Kính chào sư phụ. Còn có một thể nghiệm xin chia sẻ với sư phụ. Nói đi. Đó là về thiên trang. Với mỗi thiên trang, thì thể nghiệm của con là khác nhau. Mỗi cái là một cổng thiên đàng. À, đó là chìa khóa. Qua mỗi sản phẩm thiên trang, mình có thể đi vào một thiên đàng khác nhau. Một cảnh giới hả? Phải không? Dạ. À, đúng đó. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không phải chỉ đẹp thôi, mà nó bảo vệ mình nữa, giúp quý vị trong nhiều cách. Một số người tu giỏi, một số thì không giỏi lắm, thì thiên trang giúp đôi chút. Đúng vậy. Kính chào sư phụ, chào cô. Con xin chia sẻ rằng, sau khi nghe sư phụ khai thị lần rồi về việc khai trừ được lực lượng phủ định, thì trong buổi thiền hôm đó, có lẽ con có một giấc mơ. Con mơ thấy Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu tất cả học sinh cấp 1 và cấp 2 phải ăn chay, như chính phủ đã thông báo. Con vui mừng quá. Khi tỉnh dậy, con cảm thấy rất vui sướng. Đó là giấc mơ hả? Dạ, đó là giấc mơ. Khi tỉnh dậy, cô biết. Dạ, khi tỉnh dậy, con cảm thấy rằng đó là giấc mơ mà có thể thành sự thật, có lẽ. Trong đó tràn đầy lực lượng khẳng định. À, chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, lực lượng sẽ phát triển mạnh hơn. Đúng rồi. Công việc của con liên quan tới giáo dục. Con xin kể sư phụ nghe về một bước tiến mới. Nói đi.
Vào tháng 4 năm nay, Hội Ăn chay Đại học Toàn quốc được thành lập tại Trung Hoa Đại lục, dự định là sẽ có Hội Ăn chay tại tất cả các đại học. Còn là đại sứ của thành phố, liên lạc với các đại học về việc thành lập các Hội Ăn chay. Đó là khoảng 6 tháng trước, các Hội Ăn chay từ đó đã được hình thành ở 30 trường trung học và đại học. Ồ, hay quá! Chúng con hy vọng có được 1.000 hội ăn chay trong vòng 2 năm. Tuyệt vời, có lẽ toàn thể Trung Hoa Đại Lục sẽ trở thành thuần chay. Dạ. Kính chào sư phụ, con thương ngài. Tôi thương cô. Cảm ơn sư phụ. Năm ngoái con được thọ tâm ấn đợt cuối cùng. Sau khi thọ tâm ấn, con thiền quán ánh sáng. Khi thiền quán quang, đầu tiên con thấy một lỗ đen với vòng sáng chung quanh. Tôi biết. Con không biết làm sao đi xuyên qua được. Cuối cùng con khám phá rằng con có thể đi vào trong cùng với luồng không khí. Con cảm thấy sợ, sợ lắm. Kể từ đó, cảnh giới ấy không hiện ra nữa. Xin sư phụ chỉ bảo con phải làm sao. Không làm gì hết. Nó không còn xuất hiện nên không cần phải sợ nữa. Không phải cô nói rằng cô sợ sao? Bây giờ không còn xuất hiện thì đâu cần phải sợ nữa. Sao còn hỏi làm chi? Nhưng không có ánh sáng xuất hiện kể từ đó. Quý vị còn mới, hãy từ từ. Chậm mà chắc. Đừng vội vã, hiểu không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, chúng con muốn biết, nếu hệ thống kiểm soát địa cầu đã bị phá hủy, dưới lệnh của sư phụ, là một phần của hệ thống đầu thai, có phải hệ thống đó liên quan tới hệ thống luân hồi không? Ồ, phải, có liên quan. Vậy là có liên quan ạ? Sau khi con người sống trên địa cầu một thời gian dài, họ không biết làm gì. Họ không nghĩ tới chuyện trở về nhà, chẳng hạn, sau khi sống trong một căn nhà một thời gian dài, cho dù căn nhà đó rất tồi tàn rồi, có người cho mình một căn nhà tốt, quý vị vẫn không muốn rời đi, do lười biếng và thói quen. Đó là vì sao luân hồi xảy ra. Nhưng có liên quan với hệ thống kiểm soát. Nó khiến chúng ta đến rồi đi, đời đời kiếp kiếp rồi mình trở nên hoang mang. Không có cách nào chúng ta nhớ đến thiên đàng, quên mất rồi, hiểu không? Thưa sư phụ, xin Ngài hãy tỉnh dưỡng và giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn. À, quý vị nói đùa. Làm được gì thì tôi làm. Còn cái đông như vậy, làm sao tôi ngủ nghỉ được chứ? Tôi cũng muốn vậy. Nhưng chúng ta phải hy sinh. Không thể lúc nào cũng chỉ chăm sóc cho mình. Tôi thật sự muốn bảo vệ chính mình. Nhưng thôi, quên đi. Tôi không thể nghĩ nhiều về những chuyện đó. Người kế, cảm ơn quý vị đã quan tâm. Con thương sư phụ nhiều lắm. Xin chúc Ngài sức khỏe an khang. Cảm ơn cô. Tôi biết. Đó là lý do tôi ở lại để quý vị có thể nói thêm vài câu nữa. Tất cả chúng con thương sư phụ, quý vị sẽ có thể trở về thiên đàng. Đó là điều chắc chắn. Tôi sẽ không bỏ quý vị ở đây. Sẽ mang tất cả quý vị theo. Kính chào sư phụ. Chúng con có thiên trang này hôm qua. Và chúng con rất hứng khởi. Ồ, mua rồi à, bộ nào vậy? Dạ chưa, chúng con đặt mua bộ thiên trang mà được đề cập ngày hôm qua, mùa xuân bất tận. Sau khi thấy bộ đó, con rất hào hứng. Cái này hả? Dạ đúng, quá đẹp. Sau khi nhìn xong, con cảm thấy linh hồn mình bay bổng và rất hứng khởi, rất thăng hoa. Màu sắc và tất cả các góc cạnh đều vô cùng vui tươi, rất, rất đẹp. Dạ, có một lời nhận xét khác con thường nói với con gái con. Từ khi bắt đầu tu hành, con không trò chuyện với sư phụ được nhiều. Nhưng con có nói một câu cho con gái của con. Mỗi lần khi cháu có câu hỏi thì con nói rằng mỗi dấu chấm câu của sư phụ đều chính xác. Nếu con có câu hỏi nào chỉ cần đọc sách của sư phụ, không cần nói gì khác. À, con luôn luôn bảo con gái của con điều này. À, và mỗi lần xem băng hình hoặc đọc sách, con sẽ tìm thấy giải đáp cho câu hỏi của mình. Con cảm thấy chúng con không cần lần nào cũng nói với sư phụ. Sư phụ biết hết tất cả và an bài của Ngài là tốt nhất. Dần dần mọi chuyện sẽ được chăm sóc. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Con thương sư phụ. Sau khi thọ tâm ấn, con thường mơ thấy sư phụ. Thưa sư phụ, Ngài ban cho con một đời sống thứ hai. Con xin cảm ơn sư phụ thật nhiều. Không có chi. Đó là bổn phận của tôi. Năm nay con có một câu hỏi về tu hành. Kể tôi nghe. Khi con thiền vào ban ngày, con thấy ánh sáng đỏ, ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Nếu con tập trung, con có thể thấy sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Thưa sư phụ, con thương Ngài. Con xin hỏi một câu. Làm sao chúng ta thực hiện bế quan một mình? Con muốn bế quan một mình. Muốn bế quan một mình hả? Dạ, nhưng làm thế nào ạ? Cũng giống như bây giờ thôi, quý vị thiền. Khi nào đói thì đi ăn rồi nghỉ ngơi, uống chút nước rồi trở lại thiền tiếp. Dạ, có cần chú ý gì không ạ? Không chú ý gì hết. Nếu ngồi quá lâu thì đứng lên đi, tản bộ.
đi bộ, tọa thiền và niệm năm hàng danh thế thôi. Dạ, có cần phải cầu nguyện không? Cũng được. Muốn cầu nguyện gì thì cầu. Và con cũng xin hỏi, dường như sự tu hành của con gặp nhiều trở ngại, không dễ dàng. Tôi biết. Con chịu đựng rất nhiều, cảm thấy... Tại sao? Con không biết. Bởi vì người trong gia đình à, gia đình, vấn đề gia đình là một chuyện, dường như con cũng gặp nhiều trở ngại, có lẽ do quá nhiều nghiệp chướng. Con chưa hề thấy thể nghiệm nào, dường như rất khó khăn. Một số người cũng trải qua loại vấn đề này. Con cảm thấy đau khổ lắm, cảm thấy mình tu hành trong nghịch cảnh. Cô được gia trì rất nhiều. Có đau khổ nào đâu. Dạ, cảm ơn sư phụ. Đúng vậy. Cô trông không xấu. Cô trông đẹp. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cô có tiền để tới gặp sư phụ. Và ngồi cùng với rất nhiều đồng tu và thánh nhân, và tất cả đều nhờ sư phụ ban cho. Cảm ơn sư phụ. Cô có gia đình để trở về, và một căn nhà để sống, có thức ăn để ăn, nên mọc ra như thế. Vậy đau khổ gì nào? Kiểu tu hành của con cảm thấy càng tu thì càng thấy đen tối. Bởi vì con không phải. Không biết con có trở ngại về tinh thần hay không? Không. Nhớ đi cộng tu, hiểu không? Suy nghĩ khẳng định. Phải biết trân quý ân điển và may mắn của mình, hiểu không? Liệu con có được giải thoát không? Dĩ nhiên cô sẽ được. Nếu thành tâm, cô sẽ được. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ thật nhiều. Cho dù cô có nhiều nghiệp xấu, miễn là có lòng thành tâm kiên trì thì sẽ được giải thoát. Thưa sư phụ, cảm ơn Ngài đã xuống trần gian này. Tất cả chúng sinh được cứu độ. Địa cầu cũng được cứu, vũ trụ được thăng hoa. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Và con có một ý kiến. Trong sự tu hành, mặc dù con có thoáng thấy sư phụ bên trong, nhưng dường như lòng khao khát của con không còn mạnh như trước nữa. Ước muốn giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, ước muốn câu thông với sư phụ không mạnh như trước nữa. Không câu thông à? Dạ có câu thông, con thoáng thấy sư phụ bên trong. Vậy còn muốn gì nữa? Sau đó con cảm thấy như con bị thụt lùi. Phần nào? Tại sao vậy? Dạ không thể leo lên được, cảm thấy như con rơi xuống. Sau đó con cảm thấy buồn. Rồi con xem băng hành của sư phụ. Sư phụ bảo rằng bằng cách quan sát thế giới này, quý vị sẽ hiểu rất nhiều. Thế là con nghĩ con nên xả bỏ mọi thứ và không nghĩ gì nữa hết. Con nên chấp nhận bất cứ việc gì đã xảy ra, đồng thời cố gắng hết sức theo tiêu chuẩn bên trong của con. À, đúng đó. Dạ, như thế à? Đúng vậy. Và tự kiểm thảo nhiều hơn. Đúng rồi. Nhưng sao con tu không được tốt? Được rồi. Cô có thể thuyết giảng bây giờ. Dạ, cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, con hơi lo sợ. À, tôi biết, tôi cũng lo sợ. Quá nhiều người. Không biết tôi có thể phục vụ mọi người tốt không? Tôi cũng lo lắng chứ. Con không có câu hỏi nào. Hồi tháng 8, con đã đến đây. Con không gặp sư phụ. Sau khi trở về, con có một giấc mơ. Trong mơ, con gặp sư phụ. Và hôm kia, khi thấy sư phụ, con ở xa. Nhưng trong giấc mơ đó, sư phụ bảo con tới gần hơn để nhìn sư phụ tới gần hơn. Rồi hôm nay, điều đó trở thành sự thật. Con cảm tạ sư phụ. Được, chúc mừng. Cảm ơn sư phụ. Ồ, tôi hiểu cảm giác của cô. Cảm ơn. Lần này ban đầu, con định để chồng con tới, rồi anh biết là con tha thiết muốn gặp sư phụ, nên anh cho con đi lần nữa. Con cũng cảm ơn anh đã ủng hộ con. Cô luôn luôn thắng mà và anh ta ở nhà. Cô còn muốn gì nữa? Tôi biết, mới nói hôm nay. Tôi không nhắc lại nữa, sau này cô để anh tới nha. Vậy mới tốt. Dạ, cảm ơn sư phụ. Có lẽ sẽ có cơ hội sau này. Công việc của con bận rộn. Nhưng sư phụ đã chăm sóc mọi thứ rất tốt đẹp. Gia đình chúng con có hai chú chó ăn thuần chay. Và Ngài cũng đã chăm sóc họ chu đáo giùm con, nên con cảm ơn sư phụ thật nhiều. Không có chi. Chỉ cần trả tiền cho tôi thôi. Này, quản gia, phải được trả tiền chứ. Mọi chuyện đều được chăm lo. Phải, tôi chăm sóc chu đáo như vậy mà cô không cho tôi gì hết. Một xu cũng không. Con rất biết ơn sư phụ. Được, đây là quà tặng cho cô, miễn phí. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Ồ, bà ngoại nói đi. Người mặc áo hoa đó. Không biết làm sao mà con có được ân điển. Được gặp sư phụ như vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi con thọ tâm ấn 10 năm trước. Con có thấy sư phụ bên trong vào ngày 14 tháng 5. Vài ngày sau khi thọ tâm ấn, con được sư phụ nắm tay kéo đi lên cao, cao thật cao. Chà, vậy hay quá. Ngày đó sư phụ đi ra cùng một hình dáng. Chào ơi, con vô cùng sung sướng. Đến nỗi cứ khóc không ngừng.
Rồi con trở về tu hành liên tục. Con thiền mỗi ngày và đọc sách giáo lý của sư phụ. Con chỉ muốn nói với tất cả đồng tu trên thế giới, đừng nhìn bên trái hay bên phải, đừng nhìn vào ưu khuyết điểm của người khác, chỉ nên tu hành tinh tấn và âm thầm. Đúng, đúng vậy. Chỉ nên đi cùng với sư phụ từ mẫu. À, thời giờ quá quý báu, chúng ta không thể nhìn vào người khác, đúng không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Cảm ơn sư phụ. Nói đúng, ý kiến hay. Tôi đã từng nói, nếu tôi thật sự không bận, tôi chỉ muốn cầu thông với thiên đàng, chứ không gì khác hết, ngay cả chuyện ăn uống. Kính chào sư phụ. Chủ yếu con xin nói về một nhóm người từ thành đô Tứ Xuyên, họ thực hiện một chuyến đi thuần chay đạp xe đạp tới La Sa. Họ trải qua rất nhiều gian nan trên cuộc hành trình này. Ồ, để quảng bá ha. Dạ, đây quảng bá thuần chay. Ồ, cảm ơn họ. Trên cuộc hành trình, họ cũng cổ vũ bảo vệ môi sinh, họ tới một thành phố và kêu gọi nhiều người ăn thuần chay. Nên những gì họ làm rất tốt. Họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình, họ vẫn chưa tới La Sa. Được, tốt. Họ sẽ tới La Sa vào ngày 19 tháng này. À, dạ, cảm ơn. Cảm ơn họ nha. Ở phía sau, đó. Bà ấy khóc nãy giờ. Nào, bà ấy già rồi, để bà nói trước. Rồi, bà ngoại nói tôi nghe. Sư phụ, con thương ngài. Sư phụ, con xin cảm ơn ngài, giùm mẹ con. Bà cụ đã 94 tuổi rồi. Sư phụ rất tử tế với mẹ con. Kể từ khi con thọ tâm ấn, chúng con sống ở vùng quê, có một lần em trai con xịt thuốc trừ sâu lên rau cải mà chúng con trồng và mẹ con ăn phải. Chuyện đó xảy ra năm 1998 khi con mới thọ tâm ấn. Mẹ con nôn mửa và bị tiêu chảy sau khi ăn rau cải đó. Bà biết là có gì đó khủng khiếp nên bà vội vã uống nước và uống thuốc rồi đi ngủ. Bà tưởng sẽ chết đêm hôm đó. Nhưng hóa ra không chết. Sư phụ phái vài người xuất gia mặc cà sa màu vàng tới thiền quanh giường mẹ con. Gia đình con quá nghèo. Các vách tường làm bằng nửa gạch, nửa tre. Sư phụ đi xuyên qua tường tre và cứu mẹ con. Mẹ con mỉm cười khi gặp sư phụ. Sư phụ sáng quá đến nỗi mẹ con không thể mở mắt ra. Rồi mẹ con cảm thấy ngượng ngùng nên quay đầu đi chỗ khác. Sau này mẹ con kể chuyện đó, con nói mẹ con sao mẹ ngờ ngợt thế, con nói sao mẹ không nhìn sư phụ, càng sáng càng tốt chứ. Sư phụ quá sáng, bà không quen với ánh sáng. Mẹ con thấy bốn người xuất gia tọa thiền quanh giường bà, không phải họ không phải hữu hình phải không? Hãy diễn tả cho rõ ràng. Dạ, họ không phải hữu hình, vì tôi đâu có yêu cầu ai tới đó. Sư phụ, mẹ con xin cảm ơn sư phụ. Không có chi. Mẹ con xin cảm ơn sư phụ. Không có chi. Kính chào sư phụ. Sư phụ vừa bảo chúng con rằng từ những cảnh giới cao hơn như đẳng cấp thứ năm, khi thông điệp tới đẳng cấp con người này, thì nhiều khi bị sửa đổi bởi các cảnh giới thấp hơn hoặc thể nghiệm mà chúng ta thấy không còn đúng nghĩa nữa. Con muốn biết làm thế nào để phân biệt thể nghiệm thấy trong lúc thiền định là từ đẳng cấp nào. Chẳng hạn nhiều khi con đích thân nhận được một số thông điệp như là con không nên làm những gì đang làm và nên độc lập đi con đường của chính mình, có lẽ thực hiện những gì có ý nghĩa hơn. Con không biết thông điệp đó tới từ đẳng cấp nào và con có nên theo thông điệp đó hay không. Nó có tới từ chúng sinh Atula hay là đẳng cấp thứ hai để đánh lừa con hay không? Ok, anh niệm năm hồng danh. Khi họ nói chuyện với anh thì xem họ có đôi mắt rất sáng, làm mình cảm thấy dễ chịu hay không, và họ không có đôi mắt quỷ. Những gì họ bảo anh có lợi ích cho người khác và nằm trong khả năng của anh hay không? Dùng suy nghĩ hợp lý của mình, hiểu không? Niệm năm hồng danh thường xuyên hơn nha. Nếu là giả, nó sẽ biến mất. Thông điệp bên trong của con là họ muốn con dạy về tâm linh. Như là họ muốn anh ra ngoài giảng đạo, phải không? Dạ, tương tự như thế. Có thể là ngã mạn của anh nổi lên rồi anh bị gạt. Vậy thì đừng làm. Nếu cảm thấy nghi ngờ thì đừng làm, hiểu không? Dạ, dạ. Nếu có lòng tự tin thì làm. Như là nếu thật sự cảm thấy thông điệp là đúng và anh tự tin là mình có thể làm được thì cứ làm. Nếu có nghi ngờ thì đừng làm. Có thể đợi xem. Đợi tới khi mình rõ ràng về việc đó, tới khi biết chính xác
là đúng hay sai thì mới làm. Thưa sư phụ, con vô tình được quỳ ở đây, con rất vui sướng. Xin cảm tạ sư phụ đã vì toàn thể nhân loại, địa cầu của chúng ta sẽ đời đời được giải phóng. Con xin dùng thể nghiệm của chính con để chứng minh rằng sư phụ đã thật sự làm điều đó. Vào khoảng giữa tháng 9, con cảm thấy từ trường tà ma đã giảm bớt rất nhiều bởi vì tư tưởng và thiền định của con đã rất tập trung. Con nghĩ rằng đó là vì con đã được nâng cao. Rồi khi sư phụ tuyên bố điều đó, con biết rằng tất cả là nhờ ân điển của sư phụ. Ngoài ra, cũng mới chỉ có 8 ngày kể từ lúc đó, con đã ở đạo tràng chỉ có 4 ngày mà ký ức của con ở đẳng cấp thứ 2 về những tiền kiếp đã được mở ra. Con thật sự trở nên rất tập trung trong thiền định. Thân thể con đã được tẩy rửa vô cùng sạch sẽ. Con thật sự rất biết ơn sư phụ. Con thật sự rất biết sư phụ. Sư phụ thật sự đã làm điều đó. Con xin cảm tạ. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vì tất cả các thế hệ của nhân loại. Không có chi. Về câu hỏi mà sư huynh kia vừa hỏi đó, nhiều khi nếu chúng ta có đầu óc ham mê danh lợi thì sẽ bị lường gạt. Những chúng sinh Atula sẽ làm mình bối rối, nói rằng này quý vị có thể làm được, cứ làm đi. Bởi vì chúng ta có hai loại lực lượng bên trong mình. Một loại vẫn còn là lực âm. Chúng ta vốn có hai loại lực lượng. Một là loại phủ định, một loại là khẳng định. Nếu lực phủ định thắng, thì mình nghe theo nó ra làm những chuyện sai trái. Nếu nghe theo lực lượng khẳng định thì sẽ làm những chuyện đúng đắn. Nhiều khi lực lượng phủ định sẽ nổi dậy và kiểm soát. Hoặc chúng ta bị người khác ảnh hưởng vì mình được tôn thờ và nịnh bợ, rồi mình bị lừa gạt. Bởi vì ít nhiều thì mình vẫn có ngã chấp. Cho dù có đạt tới đẳng cấp thứ 5 chẳng hạn, mình vẫn còn 1% ngã chấp, chứ đừng nói chi ở các đẳng cấp thấp hơn. Cho nên hãy thận trọng, nếu không có ham muốn nào bên trong thì không lo lắng những gì mình làm là đúng hay sai. Nếu không có ham muốn, thì khi ma quỷ nói bất cứ gì với mình có thể nói ta không có ham muốn kiểu này, nhà ngươi cút đi, hiểu chưa? Nếu mình còn ham muốn trong đầu, dĩ nhiên họ sẽ tiếp tục tới bảo mình làm gì đó. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn thuyết giảng tâm linh thì cứ đi. Nếu có khán giả thì không sao. Có điều rất có thể không ai nghe mình đâu. Có lần khi tôi ở Đại Hàn, một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện. Tôi tới đó để giảng pháp. Người đàn ông đó xin gặp tôi. Tôi đã ở nơi riêng tư, không phải là nơi hội trường giảng pháp nữa. Ông tới nói là đã tiêu tốn rất nhiều tiền trước kia để đi thuyết giảng nhưng không ai tới nghe. Còn tôi, không phải người Đại Hàn mà còn nói tiếng Anh. Làm sao lại có khán giả đông như thế? Ông nói rằng ông đã nhờ người đi phát nhiều tờ thông tin bảo người ta tới nghe ông thuyết giảng. Nhưng hôm đó, hóa ra chỉ có một mình ông đơn độc tại hội trường thuyết giảng. Ông kể với tôi rằng ông là một người rất khôn ngoan và ông có mắt trí huệ lớn. Thật sự có cái gì đó lớn như quả trứng vịt ngay đây. Vậy tại sao không một ai tới nghe ông giảng? Ông yêu cầu tôi đi theo ông, để tôi có thể phát triển trí huệ của tôi. Ông cũng nói là ông biết nhiều điều mà tôi không biết. Tôi nói cảm ơn nhiều, để xem. Bởi vì bây giờ tôi rất bận rộn. Ông ngồi đó và nói về rất nhiều chuyện. Tôi không biết ông nói về chuyện gì. Điểm chính của ông là tại sao không có ai tới nghe ông giảng. Ông chỉ cảm thấy bất công. Ông cảm thấy không công bằng. Ông đã phân phát rất nhiều tờ rơi và ông giảng bằng tiếng quảng xứ. Nhưng tại sao chỉ có mình ông? Tại hội trường thuyết giảng, đơn độc chỉ có mình ông. Tôi nói, ồ, tôi rất tiếc về điều đó, nhưng có lẽ do không may, hãy thử lần nữa xem sao. Ông nói, ông sợ lại phải tốn nhiều công sức và tiền bạc mà không có kết quả. Tôi nói, nếu ông sợ thì đừng làm nữa. Ông cứ yêu cầu tôi đi theo ông và mang tất cả đệ tử của tôi đi theo ông nữa. Tôi nói, ông đã phát rất nhiều tờ thông tin và tiêu quá nhiều tiền mà vẫn không có ai tới. Khi ông nói ông có trại trí huệ như thế và mắt trí huệ của ông quá lớn đến nổi bật ra ngoài nhưng vẫn không có ai tới nghe ông giảng, vậy thì làm sao tôi có thể bảo đệ tử của tôi đi theo ông chứ? Tôi không có loại lực lượng đó. Nếu ông có lực lượng lớn lao như thế và vô cùng khôn ngoan, đồng thời hết sức khai ngộ mà ông vẫn không có thể làm cho người ta tới nghe, thì làm sao tôi có thể ra lệnh cho ai được? Nhưng ông vẫn cứ lặp lại những điều đã nói. Rồi đệ tử của tôi chán quá, nên họ yêu cầu ông hãy rời đi. Tôi bảo mọi người quanh tôi, quý vị thấy ông đó, ông nói chuyện vô cùng tự tin, ông thật sự thích quý vị
Nghe ông thuyết giảng sao quý vị không nghe? Mắt trí huệ của ông lớn đến nỗi lòi hẳn ra, tóc ông che phủ mắt trí huệ. Nhưng khi nói chuyện với tôi, ông vén tóc để lộ ra cho tôi coi. Ôi, thật sự như hòn đá lòi ra ở đó. Quả thật là một cục bướu lớn. Tôi cảm thấy ông nên đi gặp bác sĩ ngay lập tức. Bằng không, nó sẽ gây hại cho sức khỏe ông. Chuyện là như thế đó. Trên thiên đàng, chúng ta quen với địa vị vinh quang của mình. Nhưng mình đã thoái hóa từ lâu lắm rồi. Không ai nghe lời hoặc tôn trọng chúng ta nữa. Chúng ta bị xem thường và do đó cảm thấy phẫn nộ. Đó là lý do chúng ta thích phô trương để xem mình có đủ mạnh mẽ không. Nghiệp xấu của chúng sinh thì thật là bất khả tư nghị. Không phải quý vị có thể bảo họ theo mình mà còn có thể lãnh nghiệp xấu của họ nữa. Tất cả quý vị cần phải cẩn thận. Đừng muốn bất cứ gì bên trong, cho dù quý vị không muốn thành minh sư, thậm chí cũng không được, người ta sẽ lôi mình ra. Tôi không nghĩ trở thành minh sư gì cả, tôi bị lôi ra nhiều lần, muốn trốn cũng trốn không được. Thậm chí sau khi trở thành minh sư, tôi vẫn muốn trốn thoát, trốn được một thời gian rồi vẫn không thành công. Định mệnh mình là gì thì nó sẽ là vậy, đừng ham muốn gì. Tôi đã bảo quý vị rồi, đừng làm minh sư, quá nhiều đau khổ, quý vị không biết nó đau khổ dường nào, thậm chí còn đau đớn hơn địa ngục. Có điều quý vị không thấy, sự đau khổ ở bên trong. Thưa sư phụ, xin sư phụ bảo trọng, được, được, không sao. Đó là lỗi của tôi. Tôi nhận công việc này nên phải chịu vậy thôi, xin ngài bảo trọng. Có điều tôi muốn bảo quý vị, đừng có ảo tưởng nào hết, con đường này không có dễ, bằng không. Thượng Đế đã phái nhiều minh sư tới đây rồi, chứ tại sao trong một thời đại mà chỉ có một vị Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, và thời đại khác chỉ có một Chúa Giêsu Kitô thôi, rồi thời đại khác nữa chỉ có một vị Mohammed xin hòa bình đến với Ngài, hoặc Đạo Sư Nanat hay là Mahavira, vân vân. Nếu là minh sư quá dễ, thì nhiều thánh nhân đã xuống đây nhận công việc rồi, nhưng ngay cả các thánh nhân cũng không thích xuống. Hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Tôi không tìm cách làm quý vị sợ, tôi chỉ muốn bảo vệ quý vị thôi. Cảm ơn sư phụ. Thật sự có rất nhiều đau khổ. Cảm ơn sư phụ. Chào nha. Sư phụ, xin ngài bảo trọng. Cảm ơn sư phụ. Cảm tạ sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ, xin ngài bảo trọng. Anh còn ở đây hả? Không cảm thấy khó chịu như thế hả? Dạ không, con thoải mái, tốt, tốt lắm. Rất tốt, thế thì được, con thích lắm, cảm ơn ngài. Chào tạm biệt.